Xin chào tất cả các anh chị. Hôm nay thì xin chia sẻ với anh chị về bản tin thị trường ngày mùng 9 tháng 6 năm 2023. Và các anh chị đang theo dõi bản tin nhớ like và đăng ký kênh Nguyễn Văn Thế Official nhé. Vâng, xin cảm ơn tất cả các anh chị. Và cũng chia sẻ với các anh chị, thị trường phiên hôm qua, phiên ngày mùng 8 tháng 6 năm 2023 là một phiên biến động khá là mạnh. Và ngày hôm qua thì chúng ta thấy rằng thị trường giảm điểm vào mạnh vào cuối phiên, giảm điểm mạnh vào ATC. Cùng với đó là thị trường bắt đầu có dấu hiệu bung khối lượng khi mà khối lượng gia tăng rất là mạnh và giá trị khớp lệnh tăng cao đột biến so với những phiên trước đó. Vậy thị trường của chúng ta đã tạo đỉnh ngay chưa? Và chúng ta cần phải bán hết cổ phiếu hay không? Thì Thế xin chia sẻ lại với tất cả các anh chị về quan điểm của Thế ở trong cái thời điểm hiện tại. Đó là thị trường của chúng ta đã xác nhận một xu hướng tăng ở trong dài hạn và thị trường đang hướng dần về những cái vùng kháng cự cũ là 1.120 điểm cộng trừ, 1.130 điểm cộng trừ. Và khi hướng về những cái ngưỡng kháng cự đó thì chúng ta thấy rằng áp lực bán bắt đầu xảy ra và áp lực chốt lời cũng đã xảy ra, thể hiện rất rõ ở trong phiên ngày hôm qua. Và khi mà thị trường gặp những cái vùng kháng cự và xuất hiện những cái nhịp điều chỉnh là bình thường. Và nếu để thị trường có thể đảo chiều trong xu hướng tăng ở trong dài hạn thì thị trường sẽ phải mất từ 3 đến 5 phiên phân phối gần nhau và cùng với đó là khối lượng gia tăng so với mức trung bình. Và hiện tại nếu mà chúng ta xét là thị trường của chúng ta chỉ có một phiên phân phối, đó là phiên của ngày hôm qua. Thế nên là vấn đề là theo quan điểm cá nhân của Thế đánh giá, đó là thị trường của chúng ta mới mới bước vào một cái xu hướng tăng ở trong dài hạn và phiên ngày hôm qua chỉ là một cái phiên điều chỉnh bình thường và chưa làm thay đổi xu hướng. Và với phiên điều chỉnh ngày hôm qua với khối lượng cao là cho thấy là thị trường sẽ bước, xác suất cao sẽ bước vào một cái nhịp tích lũy rung lắc rũ bỏ trong thời gian tới trước khi mà duy trì một cái đà tăng mới. Và ngày hôm qua thì chúng ta thấy rằng có một điều mà các anh chị lưu ý là nếu mà chúng ta gặp ở những cái vùng đỉnh ở trong những cái năm vừa qua ấy, thì khi mà thị trường xác nhận tạo đỉnh ấy, thì rất rất nhiều các cổ phiếu sẽ bị cái chịu áp lực bán rất là mạnh và cổ phiếu dư bán sàn rất là nhiều, thì như vậy thì xác suất cao là thị trường thứ nhất là tạo đỉnh ở trong ngắn hạn. Nhưng ngày hôm qua thì chúng ta thấy rằng chỉ duy nhất một mã cổ phiếu đóng cửa ở mức giá sàn, còn đâu là các cổ phiếu đóng cửa ở mức giá đỏ và rất nhiều các cổ phiếu vẫn duy trì một cái đà tăng và vẫn đóng cửa ở mức giá xanh. Thế nên là chúng ta cho thấy rằng đó là cái lực cầu hiện tại ở trên thị trường, lực cầu hiện tại vẫn đang khá là mạnh cùng với lực cầu tiềm năng. Và trong cái ngắn hạn khi mà vừa qua thị trường tăng điểm tạo ra những cái khoảng trống thì bắt đầu có xu hướng là điều chỉnh và lấp lại cái khoảng trống đó ở trong ngắn hạn và xu hướng sẽ tích lũy lại. Nghĩa là khi mà thị trường bắt đầu bung khối lượng ra thì thông thường là thị trường sẽ cần thời gian ổn định, tích lũy trở lại trước khi mà duy trì một xu hướng mới. Còn cụ thể như thế nào thì xin chia sẻ với anh chị về các anh chị theo dõi biểu đồ cụ thể. Còn về cái quan điểm hành động của Thế ở trong thời điểm này, đó là hiện tại thị trường đang bước vào một cái xu hướng tích lũy trước khi mà duy trì một cái đà tăng. Và cái thời điểm này thì các anh chị có thể là canh để chúng ta cơ cấu lại cái danh mục của chúng ta và cái việc mà chúng ta vẫn lựa chọn và chúng ta vẫn tập trung vào những cái dòng cổ phiếu mạnh và những dòng cổ phiếu đang xác nhận một cái xu hướng tăng ở trong cái thời điểm hiện tại. Còn hiện tại cái rủi ro ở trong ngắn hạn thì Thế đánh giá là vẫn ở mức thấp và các anh chị hạn chế là chúng ta gọi là bán tháo cổ phiếu và bán ở mức giá thấp. Cái áp lực bán trong phiên ngày hôm qua thì có thể sẽ xảy ra trong phiên sáng nay và khi mà sáng nay thị trường có thể về những cái vùng hỗ trợ như là vùng 1085, 1090 đến 1095 thì đó là những cái vùng hỗ trợ trong ngắn hạn. Nếu mà thị trường giảm ngay thì các anh chị không nên bán đuổi và chúng ta không nên bán tháo cổ phiếu nhé. Và chúng ta nếu các anh chị muốn hạ tỷ trọng hoặc nếu các anh chị muốn cơ cấu thì chúng ta hãy cứ chờ nhịp hồi để chúng ta xử lý sau. Còn về trạng thái của thị trường cụ thể như thế nào thì xin mời tất cả các anh chị chúng ta cùng theo dõi biểu đồ của thị trường. Chia sẻ với anh chị như sau, đó là phiên hôm qua là một cái phiên mà khi mà thị trường gần đến cái ngưỡng kháng cự mạnh thì bắt đầu xuất hiện cái áp lực bán. Thì Thế đánh giá là vừa qua khi thị trường đi lên thì đã xuất hiện hai cái vùng khoảng trống.
vùng khoảng trống ở quanh vùng 1070 1080 đúng không ạ? Đây là khoảng trống đầu tiên, và vùng khoảng trống thứ hai đó là 1090 và 1095. Cái vùng khoảng trống thứ nhất là khi mà thị trường bứt phá khỏi đường MA 200. Và đây là một cái phiên để thị trường xác nhận rằng là đã bước vào xu hướng là tăng ở trong trung hạn. Thì thầy đánh giá là cái vùng cái khoảng trống của vùng vùng trên đó là 1090 và 95, thì xác suất có thể phiên này sẽ lấp. Nếu mà phiên này chưa lấp cái vùng khoảng trống này thì có thể là một hai phiên nữa lấp khoảng trống, xong đó là thị trường sẽ hồi phục trở lại và có thể sẽ tích lũy đi ngang ở quanh vùng này. Khi mà lưu ý với các anh chị là khi mà thị trường bung khối lượng ra thì xác suất cao sẽ cần một cái thời gian. Còn cái thị trường đã tạo đỉnh hay chưa, lưu ý với các anh chị nhé, khi mà thị trường tạo đỉnh ấy, em xin phép là cho nhỏ cái camera xuống, đó là khi mà thị trường tạo đỉnh thì chúng ta thấy rằng ở hầu hết ở trong cái đợt vừa qua đó là dòng chứng khoán là cái dòng mà chịu ảnh hưởng áp lực mạnh nhất. Đó là khi mà thị trường, nếu mà thị trường thực sự là tạo đỉnh thì dòng chứng khoán sẽ là một cái dòng cổ phiếu bị sàn đầu tiên ở trên thị trường. Nhưng mà ngày hôm qua thì có áp lực điều chỉnh nhưng các cổ phiếu dòng chứng khoán vẫn vẫn có những cái lực cầu và vẫn đỡ. Chúng ta cùng xem lại cái quá khứ nhé. Quá khứ thực ra là trong một cái xu hướng tăng ấy, thì chúng ta luôn xuất hiện những cái phiên phân phối như thế này, điều chỉnh là bình thường. Và thế quan điểm của thế là điều chỉnh để tích lũy và điều chỉnh để đi lên. Chứ nếu mà chúng ta cứ thấy là điều chỉnh chúng ta lại bán ra cổ phiếu ở mức giá thấp, xong đó tăng mạnh chúng ta mua vào, thì cái biên lợi nhuận của chúng ta sẽ không được nhiều ở trong cái giai đoạn uptrend đâu. Đây cũng là một cái nhịp mà cổ phiếu của chúng ta là xuất hiện khi mà gặp những cái vùng kháng cự cũ này. Đây cũng là cái giai đoạn mà xuất hiện cái áp lực bán rất là mạnh. Tuy nhiên là thế đánh giá là đây sau đó là thị trường cũng lấp lại khoảng trống và có một cái xu hướng tích lũy đi ngang và test lại. Thì nhìn chung đây cũng là một cái kịch bản mà có thể xảy ra trong thời gian tới. Nhưng mà trong ngắn hạn thì thế thấy thấy rằng cái lực cầu của thị trường hiện tại đang khá là mạnh. Thế nên là cái việc mà thị trường giảm điểm sâu ở trong thời điểm hiện tại là khá là khó. Hoặc đây chúng ta thấy rằng đây là cũng là một cái phiên mà bán khá là mạnh, xong nhanh chóng là thị trường đã hồi phục trở lại và bước vào một cái, đây chúng ta gọi là cái giai đoạn tích lũy, cũng có những cái nhịp rũ bỏ xong để duy trì một xu hướng tăng. Và các vùng này khi mà thị trường xác nhận xu hướng tăng nhé, lưu ý với các anh chị là chúng ta sẽ gặp những cái phiên này là thường xuyên, sau đó là thị trường tích lũy trở lại, cũng có sự rung lắc tích lũy trở lại. Nhìn chung là xu hướng sau đó là thường tích lũy trở lại trước khi mà duy trì một xu hướng tăng. Còn đây là những cái vùng mà áp lực bán, chúng ta thấy ở vùng này áp lực bán rất là mạnh nhỉ, các cổ phiếu sàn hàng loạt. Lưu ý với các anh chị nhé, khi mà thị trường tạo đỉnh ở trong ngắn hạn thì các cổ phiếu sàn hàng loạt luôn. Đây cũng là một cái trạng thái nhưng mà khối lượng chưa quá đột biến. Hoặc đây chúng ta thấy rằng đây cũng là một cái phiên bán, mặc dù điểm số chưa quá mạnh nhưng mà khối lượng cũng gia tăng đột biến này, thì chúng ta thấy rằng đây cũng là một cái phiên bán và sau đó đấy xu hướng là thị trường sẽ tích lũy trở lại với cái khối lượng ở thấp hơn. Đây là những cái phiên khối lượng rất là lớn và phiên khối lượng đột biến đúng không, thì sau đó là xu hướng của thị trường sẽ tích lũy với cái mức khối lượng là thấp hơn. Đây là cái phiên mà xác nhận tạo đỉnh, thì chia sẻ với chị là khi mà xác nhận tạo đỉnh ở tại cái phiên đó thì rất nhiều các cổ phiếu của chúng ta là bị bán ở mức giá sàn rất là nhiều. Đây chúng ta chỉ đến với các cổ phiếu ở dòng chứng khoán này, nghĩa là các cổ phiếu bị bán rất là mạnh, FTS sàn này, tiếp theo là SSI dư bán sàn này, HCM này sàn này, SS thì có sự hồi phục này, MBS sàn này, CTS sàn này, BSI sàn này, APS giảm hơn 5%, ORS, nghĩa là những cái AGR sàn này, những cái cổ phiếu chính của chúng ta thì chúng ta thấy rằng đa số là những cái cổ phiếu đây, VND sàn này, VCI không sàn, FTS sàn. Thì nhìn chung là khi mà cái trạng thái mà thị trường, lưu ý với các anh chị nhé, khi mà các cổ phiếu dòng chứng khoán mà có dấu hiệu mà sàn ấy, thì xác suất cao là thị trường có thể sẽ bước vào một cái nhịp điều chỉnh ngắn hạn sâu. Và nếu mà khi sàn như vậy thì chúng ta đã canh những cái phiên hồi phục sau đó để chúng ta sẽ bán và chúng ta hạ bớt tỷ trọng ra. Còn vấn đề là trong hiện tại đây, lưu ý các anh chị, đây cũng là một cái phiên mà chúng ta thấy rằng
cái khối lượng cũng đột biến, nghĩa là trong cái quá trình tăng ấy, thì đây đây cũng là những cái phiên mà điều chỉnh khối lượng đột biến này. Phiên này có sự rút chân, nhưng mà nhìn chung là đây, lưu ý với các anh chị là khi mà thị trường đây chúng ta thấy rằng đây cũng là một cái phiên mà có những cái nhịp điều chỉnh này, áp lực bán rất là mạnh này, kết hợp với khối lượng gia tăng so với mức trung bình này. Thông thường sau đó là cổ phiếu sẽ tích lũy lại và có thể đi lên, nhưng mà vẫn điều chỉnh, nghĩa là cái giai đoạn mà sắp tới thì thế đang kỳ vọng rằng là thị trường có thể tăng hết tuần này tuần sau, rồi những tuần cuối tháng 6 là thị trường sẽ điều chỉnh và tích lũy trở lại. Nhưng mà cái điều đó thì thế thế rằng là cái giai đoạn của thị trường đang có dấu hiệu là tích lũy trở lại sớm, nghĩa là bắt đầu thị trường đang có cái xu hướng là sẽ là tích lũy trở lại ở quanh vùng 1.120 cộng trừ để sau đó duy trì những cái xu hướng tăng. Thì việc mà tích lũy trở lại với bung với cái khối lượng lớn như này thì chúng ta gặp rất rất nhiều ở trong quá khứ và trong xu hướng tăng rồi. Chia sẻ với anh chị như vậy, thị trường không chỉ một phiên mà đảo chiều xu hướng đâu, các anh chị yên tâm về vấn đề đó. Nhưng vấn đề khi mà tích lũy trở lại thì cái việc mà các cổ phiếu mà chạy mạnh và biên độ lớn ấy, thì bắt đầu chúng ta thấy rằng bắt đầu thấy ít dần hơn rồi. Và khi mà những cái trạng thái ít dần như vậy thì trong thời gian tới thì chúng ta cũng, thứ nhất theo thế đánh giá là chúng ta sẽ tập trung vào các cổ phiếu dòng mạnh và các cổ phiếu đang xác nhận một xu hướng tăng, chẳng hạn như là dòng dầu khí này, dòng bất động sản khu công nghiệp, dòng đầu tư công, dòng bất động sản, dòng chứng khoán. Đó là những cái cổ phiếu mà đang xác nhận một xu hướng tăng thì chúng ta sẽ tập trung vào các cổ phiếu này và chúng ta vẫn tiếp tục là kiên nhẫn nắm giữ, đồng thời chúng ta hạn chế lướt lát ở trong thời gian tới nhé. Khi mà thị trường biến động trong một cái xu hướng tích lũy đi ngang ấy, thì đa số là các cổ phiếu có một cái xu hướng đó là tích lũy trở lại. Đây chúng ta thấy rằng cái phiên này cũng điều chỉnh lấp lại cái khoảng trống này, thì xu hướng là đối với thị trường là xu hướng sẽ tích lũy trở lại trước khi một duy trì một cái xu hướng tăng. Thì thông thường ấy, trong thời gian tới thì chúng ta thấy rằng là thị trường sẽ có những cái sự phân hóa nhiều hơn. Đây là một, cũng là một cái giai đoạn mà tạo ra khoảng trống này. Thì sau đó là thị trường đi lên và cũng test lại những cái khoảng trống như vậy. Thì khi mà thị trường bước vào một cái xu hướng tích lũy ấy, thì lưu ý với các anh chị là chúng ta sẽ đầu tư một cách an toàn hơn và một cách chắc chắn hơn. Các điểm mở mua mới thì chúng ta cũng sẽ chỉ nên mở điểm mua đối với những cái cổ phiếu mà có những cái trạng thái an toàn nhất định, và những cái cổ phiếu nào mà xa nền và mức độ rủi ro cao thì chúng ta sẽ hạn chế để chúng ta đầu tư ở trong nhịp này, mà chúng ta chỉ nên đầu tư những cái cổ phiếu mà có những cái trạng thái biến động quanh nền và mức độ rủi ro thấp, hay chúng ta gọi là những cái cổ phiếu tiềm năng về cái trạng thái như vậy. Còn hiện tại chia sẻ với anh chị về quan điểm thế, và thế cũng đã trải qua rất nhiều những cái diễn biến ở trên thị trường rồi, đó là thị trường mới điều chỉnh một phiên thì các anh chị không phải quá lo lắng đâu. Thị trường xác suất cao sẽ tích lũy và hồi phục trở lại trong những cái phiên tới. Nếu các anh chị muốn bán hạ tỷ trọng và nếu mà các anh chị muốn giảm tỷ trọng thì các anh chị có thể canh những cái phiên hồi sắp tới để chúng ta giảm tỷ trọng. Còn đối với những anh chị đang giữ tỷ lệ tiền mặt cao hoặc là anh chị vừa qua đã chốt lời rồi ấy, thì các anh chị có thể canh những cái phiên điều chỉnh ở trong trong phiên ngày hôm nay và phiên đầu tuần để các anh chị canh gom dần cổ phiếu, và các anh chị hiện tại là chưa lo lắng về cái xu hướng thị trường nhé. Thế đánh giá là xác suất cao thị trường sẽ có những cái nhịp tích lũy lại, thế nên là các anh chị hoàn toàn là yên tâm. Còn vấn đề chúng ta gặp trong cái xu hướng tăng, chia sẻ với chị đây, đây cũng là một cái phiên mà trong xu hướng tăng tự nhiên, một cái phiên khối lượng lớn rất lớn đúng không? Sau đó thị trường cũng đã tạo khoảng trống này phiên ngày hôm sau và hồi phục trở lại tích lũy với khối lượng thấp rồi lại duy trì tiếp một xu hướng tăng. Đây chúng ta hoàn toàn là chúng ta thường xuyên chúng ta gặp đúng không ạ? Các anh chị thường xuyên chúng ta gặp, và cái tâm lý của chúng ta ấy thì lại như ban đầu thôi, là chúng ta sợ rằng thị trường sập. Nhưng mà hiện tại thì em đánh giá là thị trường vẫn chưa sập và xác suất cao là sẽ phải tích lũy trở lại. Đây là một cái phiên đúng không? Chúng ta thấy rằng là khối lượng cũng rất là cao và sau đó lại duy trì tiếp một cái đà tăng. Hoặc là những năm của 2020 ấy, thì cái tâm lý là như này. Đây là cũng là một cái giai đoạn tăng trước, thế chia sẻ với chị. Đây. Đây là một cái giai đoạn tăng trước đó này của năm 2016 17. Nghĩa là khi mà đi lên này, liên tục xuất hiện những cái phiên áp lực bán ra khối lượng lớn này, nhà đầu tư luôn luôn lo sợ đúng không? Luôn luôn lo sợ, thì đây là những cái phiên
Sau đó lưu ý với các anh chị là khi khối lượng lớn thì khả năng là thị trường sẽ bước vào một cái nhịp tích lũy và xuất hiện nhịp rũ bỏ trước khi duy trì một đà tăng. Thì các anh chị cũng đây chúng ta thấy không, cũng xuất hiện những cái phiên điều chỉnh rũ bỏ thì đó là chuyện bình thường. Và các anh chị nghĩa là lưu ý nếu mà các anh chị mà giữ tỷ trọng quá cao thì chúng ta cứ canh hồi những phiên tới, chúng ta hồi về những cái vùng đỉnh cũ để chúng ta hạ dần tỷ trọng, chúng ta cơ cấu lại danh mục và chúng ta tập trung vào các cổ phiếu mạnh nhé. Em đánh giá là thị trường mới bước vào một cái xu hướng tăng ở trong dài hạn thôi, thế nên là như hiện tại vẫn chỉ là một cái nhịp điều chỉnh ngắn hạn. Và các anh chị lưu ý là chúng ta vẫn hoàn toàn yên tâm về cái xu hướng thị trường. Và cái xu hướng thị trường chúng ta có thể thấy rằng là thị trường sẽ biến động tích lũy đi ngang, rũ bỏ đi lên, rũ bỏ đi lên. Có thể nhé, lưu ý với các anh chị có thể cái nhịp cuối là thị trường sẽ rũ bỏ sâu hơn những cái lần đó và sau đó mới gọi là rút chân trở lại và duy trì một cái đà tăng. Thì đây cũng có thể là một cái kịch bản xảy ra. Thì nhìn chung cái vùng sắp tới đó là vùng tích lũy đi ngang rồi, tích lũy đi ngang rồi. Thì các anh chị khi mà những cái điểm mua mới thì chúng ta cũng sẽ cần phải thận trọng hơn một chút. Vâng, đó là Thế xin chia sẻ với anh chị về tổng quan về thị trường trong thời điểm hiện tại. Về các dòng cổ phiếu thì Thế đánh giá là những cái dòng cổ phiếu mà đang duy trì một xu hướng tăng thì chúng ta vẫn tiếp tục là chúng ta kiên nhẫn. Còn mở điểm mua mới thì các anh chị sẽ, nếu mà các anh chị đang giữ cái lượng tiền mặt lớn thì mở điểm mua mới thì các anh chị cũng chỉ nên mở điểm mua mới đối với các cổ phiếu mà đang xác nhận một cái xu hướng điều chỉnh về vùng hỗ trợ để chúng ta tham gia thôi. Còn chúng ta đừng mua ở những cái giai đoạn mà lưng chừng, như vậy rủi ro sẽ rất là cao. Vâng ạ. Các anh chị có những câu hỏi, có những cái thắc mắc gì thì các anh chị sẽ inbox em để em có thể hỗ trợ các anh chị một cách tốt hơn ạ. Hoặc các anh chị có thể tham gia Zoom cộng đồng của Nguyễn Văn Thế Official, cộng đồng đầu tư thịnh vượng ạ. Vâng, xin cảm ơn tất cả các anh chị nhé. Các anh chị nhớ like video ủng hộ Thế nhé. Vâng ạ. Xin cảm ơn anh chị và chúc anh chị một ngày làm việc hiệu quả và ngày mới giao dịch thành công ạ. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ạ. Bye bye.